hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc là một trong những sự kiện được đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại đây mong đợi. Năm nay dự kiến lễ hội sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 8 năm 2015 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Để chuẩn bị cho lễ hội lớn này, không những ban tổ chức mà toàn thể người Việt Nam tại các địa phương trên toàn Hàn Quốc cũng hăng hái chung tay. Những ngày này, người Việt tại Hàn Quốc đang háo hức chờ đón một sự kiện lớn. Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 5. Công tác chuẩn bị được tiến hành từ nhiều tuần trước. Người nào việc đấy, ai ai cũng hăng say tập luyện. Hôm nay, nhóm nhạc giai điệu Việt gồm 5 thành viên cũng đang tích cực chuẩn bị cho lễ hội sắp diễn ra. Ban nhạc trong những ngày qua thì anh em ban nhạc đã tích cực tập luyện cho chương trình. Cá nhân tôi được tham gia chương trình hôm nay thì đấy là một cái trách nhiệm nhưng vinh dự rất là lớn, đóng góp một phần nhỏ bé của mình và chương trình cho thành công. Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc là chương trình thường niên được Hội Người Việt phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức. Hơn 500 tấm vé đã được bán hết trong vòng gần 2 tuần kể từ đầu tháng 8. Nhiều chi nhánh Hội Người Việt tại các tỉnh thành cách thủ đô Seoul nhiều giờ đi xe như Busan, Ansan đã tổ chức thuê xe tạo điều kiện cho bà con tham dự lễ hội. Lễ hội văn hóa là một tổ chức hoạt động lớn thường niên của Hội Việt Nam tại Hàn Quốc, nhưng đặc biệt năm nay trùng với 70 năm ngày Quốc khánh, kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam và 40 năm thống nhất đất nước thì năm nay quy mô tổ chức sẽ lớn hơn, và đồng thời năm nay có một điều đầu tiên là chúng tôi phát phong với lễ hội là chúng tôi tổ chức cuộc thi Thanh lịch Việt Nam năm 2015 với quy mô trên toàn quốc. Hoạt động này đã được rất là nhiều các bạn trẻ hưởng ứng và tôi hy vọng rằng năm nay sẽ là một cuộc hội tụ rất nhiều nét văn hóa Việt Nam, những cái nét đẹp truyền thống của Việt Nam. Hội Người Việt Nam ở Hàn Quốc đang có những hoạt động rất là tốt và rất là hữu ích, mang lại rất là nhiều giá trị về tinh thần cho tất cả người Việt Nam của chúng ta ở đây. Năm nay, dự kiến sẽ có hơn 2.000 người đến tham dự lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc. Chương trình sẽ có hai phần chính là chung kết cuộc thi nét thanh lịch Việt Nam tại Hàn Quốc và lễ ra mắt quỹ vì chủ quyền biển đảo quê hương. Để có một lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc thành công, nhiều người đang thầm lặng luyện tập, chuẩn bị. Trong đó có một ban nhạc mà từ 10 năm nay đã coi hoạt động của cộng đồng Việt là trung tâm, nỗ lực đem lời ca tiếng hát phục vụ bà con. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những chia sẻ chân tình của trưởng ban nhạc giai điệu Việt, một trong những ban nhạc được cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc yêu thích. Chào anh, trước hết xin được cảm ơn anh đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa anh, lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 5 sắp diễn ra, vậy anh cùng ban nhạc đã có sự chuẩn bị như thế nào cho sự kiện này ạ? Đây là một lễ hội lớn nhất trong năm. Thì anh em ban nhạc đã tụ tập cũng như là tập luyện trong tranh thủ những ngày nghỉ để tập luyện. Và với cái tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên thì đều rất tích cực tham gia tập luyện, không quản đường xá xa, đem lại cái tinh thần cho kiều bào cũng như toàn thể anh em xa quê hương. Được biết, ban nhạc giai điệu Việt là một trong những ban nhạc của người Việt rất được cộng đồng người Việt tại Hàn yêu quý. Vậy xin anh chia sẻ thông tin về ban nhạc cũng như lý do vì sao lại chọn tên là giai điệu Việt. Thì giai điệu Việt được thành lập tới nay là cũng gần được 10 năm. Và khi đó thì cái số lượng thành viên chỉ có 2 người, mà qua cái quá trình phát triển gặp là rất nhiều là thăng trầm thì thành viên cũng thay đổi, nhưng cho tới nay thì cái số lượng thành viên đã ổn định vào khoảng 10 người. Vì lý do tại sao lại chọn cái tên giai điệu Việt thì thứ nhất là muốn hướng tới Việt Nam, hướng về cội nguồn của Việt Nam cũng như là quảng bá hình ảnh của Việt Nam ra thế giới, ra nước ngoài. Vậy đồng hành với các hoạt động của cộng đồng Việt, xin anh cho biết dự định sắp tới của ban nhạc giai điệu Việt. Rồi với cái phương châm phục vụ là nhiệt tình, hết mình cũng như là thân thiện, dành các tình cảm cho các anh em kiều bào xa quê hương.
thì đem lại cái cảm giác là như mình đang sống ở trên quê hương đất nước của mình. Về cái phương hướng phát triển sắp tới thì tôi cũng như toàn thể anh em đều có một định hướng rõ ràng, tức là trách nhiệm thì phải đặt lên hàng đầu. Mỗi thành viên thì đều phải có một ý thức chung, tức là phục vụ làm sao mà đem cái lời ca tiếng hát cũng như là những gì tốt nhất của ban nhạc cho toàn thể kiều bào. Cảm ơn vì chia sẻ của anh với chương trình.